chúng ta đến bốn câu, đây là phần từ phần khác của trong phần ngữ pháp. Thì đề bài là choose the suitable words to complete the following sentences. Bài này các bạn sẽ chỉ được got one mark, tức là một điểm. Thì các bạn sẽ điền những từ như là but là nhưng này, wake up là đánh thức này, hoặc là dậy, rồi because, vì, in, trong, on, trên, or, hoặc là hoặc. Vậy thì có đủ 1, 2, 3, 4. Okay. Các bạn chỉ có 4 chỗ trống, vậy thì sẽ có wait. Vậy thì sẽ có một vài đáp án mà không được phép, không được sử dụng. The baby is asleep. Đứa trẻ đang ngủ. Đừng làm gì cô ấy. Vậy thì khi mà đứa trẻ đang ngủ thì mình không nên đánh thức cô ấy. Wake up. Don't wake up. Câu 2. Columbus discovered America. In 1942. Trước một cái danh từ mà chỉ thời gian là một năm, thì các bạn nên sử dụng từ in. Các bạn đã, tức là mỗi câu sẽ được 0.25 điểm đấy, 0.25 mark. You shouldn't eat too much sugar. You easily get fat. Bạn không nên ăn quá nhiều đường sugar. You easily get fat. Cái câu này ấy thì mình sẽ sử dụng một từ nối giữa hai về câu hoàn chỉnh, đó là từ because. Vì bạn không nên ăn quá nhiều đường vì bạn có thể sẽ béo lên. Rồi câu 4 này. I was born in a big city. I prefer living in this country. Tôi sinh ra tại một thành phố lớn. Rồi cái vế đằng sau hai về câu hoàn chỉnh này. I prefer living in the country. Tôi thích sống ở country hơn, thích sống ở ngoại thành hơn ấy, làng quê hơn. Vậy thì cái này là nối giữa hai vế câu có vẻ trái ngược nhau, chúng ta sử dụng từ hợp lý nhất là but. Phần tiếp theo của bài thi ngữ pháp này là có đề bài, các bạn sẽ được một điểm cho bài này. Bài đề bài là find out the mistake in the following sentences. Hãy tìm ra cái lỗi sai. Đây là bài tìm lỗi sai. Ok, câu 1. My friend. Cách để làm bài tìm lỗi sai là thì thường có những lỗi như là lỗi sai ngữ pháp, lỗi sai chính tả, lỗi sai... Mà trong bài thi ngữ pháp thì chắc là chỉ có lỗi sai ngữ pháp đấy. My friend Tom was injured in a car accident, but he didn't very good. Thì có vẻ như là cái từ bất như này nó không được hợp lý cho lắm, tại vì hai vế câu này mình đọc lên là mình thấy nó không phải trái ngược nhau, mà là bạn Tâm của tôi ấy đã bị thương trong một cái vụ tai nạn xe cộ, và rồi cái gì anh ấy đã không lái một cách cẩn thận. Thì có vẻ cái từ đáp án C này phải thay thế bất bằng because. Vậy đáp án C phải thay bằng because là vì, để nêu lý do. Thì câu 2 là câu điều kiện. Câu điều kiện thì... If I may finish my homework... Cái câu điều kiện thì thường nó sai về ngữ pháp, nhưng mà trong câu này thì đúng ngữ pháp hết. Tại vì phía trước là điều, câu hiện tại đơn phía sau là thì tương lai. Vậy thì không sai ngữ pháp nhá. Vậy thì để ý chính tả này. Thì trong những câu này là có đáp án D. Nó là swimming pool. Các bạn để ý cái từ swim này. Nó phía trước của chữ M là một chữ nguyên âm là âm Y. Vậy thì chữ M này phải được gấp đôi âm M quế lên khi thêm đôi in vào ấy. Phải là swimming pool. Các bạn ý là có hai chữ M nhá. Câu 3 này. My father has work. Đấy, đọc đến đây là mình biết ngay đáp án B này có vấn đề, tại vì cái cấu trúc của động từ ở
dạng thì hiện tại hoàn thành thì phải là has hoặc là have cộng với một cái động từ dạng phân thứ hai. Từ work này nó là bare infinitive, nó không phải là phân thứ hai gì hết, phải chuyển thành has worked. Nhớ là thêm ed vào nhá. Nhưng mà bài này các bạn không cần phải sửa, các bạn chỉ cần tìm ra thôi. Rồi câu 4 này, you look happily, are you okay? No. You okay? Thì đáp án của bài này sẽ là đáp án C. Tại vì các bạn dịch nghĩa nó hơi ngang tí. Bạn trông có vẻ là vui, bạn có ổn không? Nếu sửa câu này hợp lý nhất phải là bạn trông có vẻ không vui, bạn có ổn không? Và các bạn ý là cái động từ look thì đằng sau của nó các bạn chỉ được phép sử dụng một tính từ chứ không được phép sử dụng một trạng từ. Happily của Doiny là trạng từ rồi, thì đáp án C là sai. Chúng ta đến với 4 câu tiếp theo. Chúng ta đến với phần tiếp theo, đó là supply the correct words in the bracket. Bài này các bạn sẽ được 1 điểm. Bài này có nghĩa là đề bài mình có nghĩa là các bạn sẽ điền từ chính xác và cái correct words và cái chỗ trống này. Câu 1 này. Từ chính xác là nó chính xác về dạng của từ ấy chứ không phải là thế đâu. Dead holly Tết on Lunar New Year holiday is the most important. What? For Vietnamese people. Thì cái này phải là tính từ trước tính từ thì sau tính từ phải là một danh từ đúng không? Thì celebrate là động từ tổ chức. Phải là celebration tức là lễ hội. Celebration sự tổ chức là lễ hội, lễ hội. Còn câu 2 thì cái mẹo của để làm bài này ấy, trước hết là các bạn phải xác định được cái dạng của từ đó, cái từ trong câu thì các bạn mới điền được. Tại vì bài này nó cho sẵn từ bắt mình xác định dạng từ để điền vào, và cái bước tiếp theo là các bạn phải biến đổi cái từ ấy đúng dạng. Hôm nay today she doesn't wear a gold medal, so she's sau động từ to be thì phải là tính từ. Happy là vui. Hôm nay cô ấy không win được cái gold medal, không thắng được cái huy chương vàng, nên cô ấy sẽ là không vui, phải là unhappy. Unhappy thêm tiền tố ăn vào sẽ trái ngược với tính từ vui vẻ là happy, sẽ là không vui. Lan sings very. Các bạn để ý là sau cái từ very nó phải là một trạng từ, và cái từ beauty này nó là một danh từ tức là sắc đẹp, và khi biến đổi thành một trước tiên phải biến đổi nó thành một tính từ là beautiful, và sau đó tiếp tục biến đổi thành beautifully, tức là bạn Lan bạn ấy hát rất là hay beautifully. Câu cuối này, solar energy năng lượng mặt trời. Doesn't cause cái từ cause này các bạn ý là sau của nó có thể là một tân ngữ, có thể là một trạng ngữ. Hết rồi. Có hai dạng đấy là tân ngữ và trạng ngữ. Vậy thì có hai thì trạng ngữ thì có vẻ như không hợp lý, tại vì nó phải bổ sung cho cái tân kho sẽ không hợp lý. Vậy thì cái năng lượng mặt trời nó không gây ra sự ô nhiễm. Pollution. Pollute là động từ có nghĩa là gây ô nhiễm. Vậy thì khi chuyển thành danh từ vẫn thêm duation, cái duation này dấu hiệu của danh từ pollution. Chữ e ở cuối sẽ được biến thành đôi ion ấy, tion. Chúng ta tiếp tục đến phần thứ ba là phần reading, là phần đọc. Cái này các bạn sẽ được 1 điểm khi đọc cái đoạn văn này. Bạn này nghe vậy đoạn văn khá dài mà chỉ được 4 điểm à, chỉ được 1 điểm. The Mid-Autumn Festival. Autumn là mùa thu, Mid-Autumn là lễ hội mùa thu ấy. Lễ hội trung thu. Nhưng
Thì cái bài này ấy, mẹo làm dễ nhất là các bạn chỉ cần đọc lướt qua để nắm được nội dung chính của bài. Tức là cái bài này nó sẽ nói về cái lễ hội Trung thu ở Việt Nam này, nó được gọi là Children Festival này, rồi nó được nó làm đèn lồng ông sao rồi. Thực ra nhiều từ mới quá. There is not a lot of interesting, rất là nhiều hoạt động lý thú ở trong cái lễ hội này. Trẻ con và mẹ sẽ tụ tập ở vườn sân sau, on the terrace of their house, và họ sẽ có những cái tổ chức lễ hội như là với bánh mooncakes, là bánh trung thu, rồi ngắm trăng. Thôi, cái quan trọng là các bạn chỉ cần nắm nội dung chính, và sau đó cái phần trả lời câu hỏi này các bạn sẽ nhìn và dựa theo cái câu hỏi để dựa để biết được là trong trong đoạn văn đấy nó cái vị trí của câu trả lời nó sẽ ở đâu. Thì mình ví dụ như là câu 1, tại sao why is a mid-autumn festival was called also called the children's festival. Thì tại sao cái lễ hội trung thu này lại được còn được gọi là lễ hội của trẻ em, ngày lễ của trẻ em? Thì lý do rất là đơn giản thôi, tại vì trong đoạn văn này các bạn để ý là đây nó sẽ đây ngay từ câu đầu ấy, thì các bạn để ý dựa theo cái từ của nó là is also called này, rồi đây cái từ because này nó sẽ trả lời cho câu why. It includes special activity for some. Thì đấy đấy là cách dễ nhất, tại vì mình chỉ cần dựa theo câu hỏi và mình không cần mất công mình đọc cả bài. Đây, trả lời từng câu hỏi. Đây là câu trả lời cho cả bốn câu hỏi này. Sau bài phần đọc ấy thì các bạn sẽ đến với phần writing là phần viết. Thì sẽ có giọng bài chính là viết lại câu. Và đây là giọng bài khá là viết lại câu giọng bài dễ nhất đấy, tại vì nó cho sẵn cái từ ở đầu câu rồi. Rewrite the following sentences so that the second sentence had the same meaning as the first one. Các bạn để ý là same meaning nhé, nó là cùng một nghĩa. Câu 1 là we start to learn English 4 years ago. Tôi bắt đầu học tiếng Anh 4 năm trước. Vậy thì tức là trong 4 năm này là tôi đã học tiếng Anh. Vậy thì các bạn ý là có từ have, nó là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Nó bắt đầu từ trong quá khứ và nó kéo dài đến bây giờ. Bây giờ tôi vẫn đang học tiếng Anh. Tôi học tiếng Anh từ 4 năm trước đến cái đến bây giờ tôi vẫn học tiếng Anh. Thì nó là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Các bạn sẽ chuyển từ, các bạn không được phép sử dụng từ start, động từ start bắt đầu trong hoặc là begin hoặc là mấy cái ấy, như là bắt đầu rồi xuất phát rồi cái gì đó trong thì hiện tại thần thành, bởi vì nó chỉ là một dấu mốc ở trong quá khứ đấy. Các bạn nhìn thấy là nó đổi từ động từ start sang cái động từ learned, nó biến thành động từ learned ở dạng phân thứ hai learned. Và 4 năm trước 4 years ago thì nó sẽ chuyển thành four years, tức là trong vòng 4 năm. Làm xong câu này và viết đúng động từ này, chuyển đúng từ for này, các bạn sẽ được 0,5 điểm. Cái câu viết này nó thường được khá nhiều điểm. Câu 2, I don't study my heart in the semester. Tôi không học nhiều, tôi không học nặng trong cái kỳ này. My heart về money such. Tức là tôi không chăm học trong cái kỳ này ấy, thì cho nên cứ viết lại câu là bố mẹ của tôi kiểu là yêu cầu rằng là tôi nên học chăm chỉ hơn. Các bạn để ý là cái này nó đề cập đến cấu trúc với câu suggest. Thì suggest thì có dạng hai dạng là suggest cộng verbing đề nghị một cái gì đó, và suggest cộng that đằng sau là một mệnh đề, và động từ của mệnh đề đó luôn luôn là luôn luôn ở dạng bare infinity, tức là dạng không chia và hoặc là đi với should. Đây,
trong câu này các bạn có thể thêm should vào hoặc là bỏ should đi cũng được, nhưng mà động từ phải là động từ không chia sẽ đồng 0,5 điểm cho câu này. Câu 3, Lan was very lazy, so she that didn't pass the English exam. Bạn Lan đã rất là lười nên là cô ấy không pass cái kỳ exam này, kỳ thi tiếng Anh. Là câu này thường thì biến đổi giữa cái từ sâu này, nhưng mà vế là nguyên nhân ở một cái kết quả sẽ có sử dụng từ because, tức là vì. Đấy, phải là vì bạn Lan rất lười nên cô ấy không được không qua cái kỳ thi exam. Đây, vì Lan rất lười, cô ấy không pass exam. Các bạn thường theo kiểu Việt Nam là because cộng một vế, sau đó lại thêm chữ sâu vào, thế không được, tại vì because thì nó bằng với sâu, khi cho đã có because rồi thì không được phép cho sâu, nó cho sâu vào nó mất 0,5 điểm. Nga doesn't have money, so she can't buy a new bike. Và vì bạn Nga, bạn ấy không có tiền, đủ tiền, và bạn ấy không thể mua một cái xe đạp mới, có điều kiện. Còn ý là cái này dễ ở chỗ là cái câu điều kiện này nó cho sẵn chủ ngữ rồi, nó lại cho sẵn cái động từ has này rồi, cho nên các bạn có thể biết được đây là câu điều kiện loại 2. Loại 2 nhá. Loại 2 đâu. À, vậy thì cái câu điều kiện loại 2 vế đằng sau của nó các bạn phải dùng cái từ would. Chú ý thế thôi, còn lại hoặc là could. Trong cái này nó sử dụng từ could. Nếu bạn Nga có tiền và bạn này sẽ mua được cái xe đạp mới. Chú ý là câu điều kiện loại 2 nó sẽ khác loại 2, loại 3 thì nó sẽ khác với câu điều kiện loại 1 ở chỗ là nó sẽ trái ngược với quá khứ hoặc là trái ngược với hiện tại. Còn câu điều kiện loại 1 chỉ là một giả định thôi mà nó không thể có gì giải trái ngược gì cả. À, vậy là các bạn đã làm xong bài thi cuối kỳ lớp 9 của môn tiếng Anh. À, mình dựa theo đề mẫu này các bạn nên chú ý ôn tập về những chủ đề như là câu điều kiện, mệnh đề quan hệ, to suggest, rồi học về ôn lại các topic như là trong từ unit 6 đến unit 11, chủ yếu về vocabulary, về từ vựng ấy, để có thể làm được bài